Con xin chào cha và con đoàn lòng thương xót Chúa. Con này được ơn đó là con của con Maria Huỳnh Đường Tâm Di, mới 16 tháng tuổi. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 vừa qua thì hai vợ chồng con đưa con của con nhập viện Nhi Đồng 1, thì bác sĩ khám và cho em trai kết quả là em trai con của con bị u não, và bác sĩ chuyển qua Nhi Đồng 2. Nhà con chuyển trong khi chuyển qua Nhi Đồng 2 thì con của con ói và muốn ngất xỉu. Nhà con mới thuê taxi cấp cứu vào bệnh viện liền và nhập viện ngay trong đêm luôn. Thì sáng mai vào lúc 3 giờ bác sĩ cho mổ đặt ống, vì bé quá yếu, bệnh quá nặng nên là mổ gấp đặt ống để dần dịch xuống bụng. Trong khi mổ thì con nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện cho con của con. Cha trả lời con yên tâm, còn cha và cộng đoàn có lòng thương xót cầu nguyện cho con. Sau đó con thì con mổ ra thì rất là bình an. Xong bác sĩ cho chờ tới gần khoảng 2 tuần thì để mà mổ lấy khối u. Là khi có lịch khối u là ngày thứ tư, thì ngày thứ tư là mổ lấy u, thì tới giờ đó thì bác sĩ bảo là máy xưa CT bị hỏng, cho nên lịch thì dời tới ngày thứ hai. Tới ngày thứ hai thì con đưa con của con lên, thì bác sĩ bảo là sao con bé này tới phiên con bé này mổ vậy, là cứ trục trặc thế này. Thì con mới bác sĩ mới nói với con là khoảng 10 giờ nếu mà mổ được, máy sửa xong thì bác sĩ gọi lên mổ, còn không thì phải dời tiếp. Xong tới 10 giờ thì bác sĩ gọi lên và cũng được 10 giờ, khoảng 10 giờ 15 được đưa vào phòng mổ. Thì đưa vào phòng mổ thì nhà con ở ngoài, nhà con cũng nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện. Cha nhắn tin cho nhà con là yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì nhà con yên tâm và cũng cầu nguyện. Sau tới 3 giờ là giờ nhà con vào để thăm bệnh nhân ra hồi sức. Nhưng con vào thăm thì bác sĩ bảo là con của con bây giờ là chưa ra, đang còn mổ. Thì con vẫn cứ chờ tới tối 5 giờ con vào đứng ngay cửa để xin y tá vào, thì y tá bảo là bây giờ bé mới ra hồi sức cho nên là thôi ngày mai thăm. Tới tối tới 9 giờ là quá giờ thăm bệnh nhân rồi, thì con cứ vào con xin thì y tá cùng đồng lòng cho con vào và thăm. Con vô con thấy con của con thì nằm đang thở oxy và chân thì cứ ngoay ngoay, thì con thấy cũng yên tâm lắm rồi. Xong con đợi tới ngày mai, còn một đêm, hai ngày là con của con được ra khỏi phòng hồi sức. Khi mà đưa lên phòng hồi sức thì con của con bỗng dưng đòi mẹ bế, thấy khỏe quá. Xong con mừng lắm. Xong đó là tới khi mà con cũng nhắn tin cho cha tiếp là trong khi mà chờ đợi mà kết quả khối u ác hay u lành nha, thì xin cha cộng đoàn cầu nguyện, và cha cũng nhắn tin lại cho con, và con lại tiếp tục cầu xin Chúa. Rồi tới khoảng 2 tuần 14 ngày á, thì có kết quả, thì con của con là đúng là con là bị Chúa lại thử thách con, là con của con là bị u ác đồ ba. Thì con khi đó con cũng lo lắng lắm, nhưng con cứ thiết tha hồi Chúa. Rồi con cứ cầu nguyện, con đi xuống tượng đài ở dưới kết quả bây giờ thì đi sau 4 tháng đi xuống tái khám thì em trai lại bác sĩ bảo là khối u không còn nữa, khối u đã không phát triển nữa, mất rồi. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy hành trình đi theo Chúa đâu phải đơn giản, phải trải qua những thăng trầm, những lúc mà tưởng rằng là tuyệt vọng, tưởng rằng bé khỏe lại khối u ác, tưởng rằng hết, nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thì mới biết rằng là không còn bệnh nữa. Nếu mà không tin tác thì
không biết nó sẽ là sao. Cảm ơn. Thứ hai. Thứ hai là bản thân con bị viêm mũi dị ứng là 16 năm rồi. Con thì rất là khó chịu vì khi thời tiết thay đổi thì mũi cứ chảy như là nước đổ lớp môn vậy á. Rồi mỗi lần giao tiếp con rất là e ngại vì mũi cứ chảy. Sau đấy thì con nhắn tin cho cha thì cha cũng nhắn tin lại cho con là cha cầu nguyện. Đến một ngày đó con đi làm thì con cứ bỏ cái máy trong tối, con nghe thì con dừng lại, con nhắn tin lại cho cha là thưa cha cầu nguyện cho con vì nhiều lần đức tin con đang lung lay. Khoảng 3 phút thì cha nhắn tin lại liền, con thấy lạ quá, con mừng lắm. Xong thì từ đó tiếp tục con cứ tín tha vào Chúa và đọc kinh lòng thương xót 3 giờ chiều, đi lễ, tham dự lễ hàng ngày. Rồi cho tới giờ thì con đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng sau 16 năm bị nặng. 16 năm về viêm dị ứng mũi 16 năm. Con tên là gì? Dạ, con là Francisco Nguyễn Xuân Thao, con ở giáo xứ Đức Lễ ở Đắc Minh, giáo phận 30 thuộc. Tôi gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng quà phục sinh nha. Đây là món quà của con được tín thác. 16 năm thử thách con đường tín thác, Chúa mới ra tay. Đâu phải chị em cứ nghĩ rằng mình cứ cầu nguyện cái là Chúa phải ra tay ngay. Do lòng tín thác của mình và nguyên cái việc mình vẫn kiên trì mình cầu nguyện, đó đã là cái ơn rồi. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, cảm ơn con, Chúa mừng cho con. Rồi, mời cô áo.